Chuyện xe lửa thì tôi nghe ở Việt Nam nó còn khổ hơn nhiều. Đúng rồi. Có phải không? Cô thì không về Việt Nam, tôi không về Việt Nam, nhưng mà những người mà mới sang hoặc những người đi buôn ở Việt Nam thì thấy khổ lắm. Là bởi vì có nhiều khi phải mướn cái chiếu nằm ở ngoài bến ga Bình Triệu hay đâu, nhiều khi ngủ trước cả đêm, hôm sau mới giành được chỗ. Thì có một cái ông kia, ông ấy đi cái xe lửa, nhưng mà ông đói quá, mà xe thì nó cứ hay ngừng. Nhưng bên Việt Nam nó không có cái thời khóa biểu cố định như bên này, là mỗi chỗ nó ngừng 30 phút, mà xuống thì sợ người ta giành mất chỗ. Thành ra ông đói quá mà ông cứ đành ngồi yên trên xe lửa. Thì may quá nó tới một cái trạm, thì ông ấy thấy bên kia đường có một cái bảng nó đề là bánh mì thịt 300 một ổ. Thì ông mừng quá, ông thấy có một cái thằng nó chơi ở đó, thì ông kêu này, mày lại đây. Kìa kìa, bên kia mày nhìn kìa, bánh mì thịt 300 một ổ, bây giờ tao cho mày 300, mày chạy sang ngay lập tức mày mua cho tao một ổ, và tao cho mày thêm 300, mày mua một ổ cho mày. Thì thằng bé nó đi sang cái nơi, thì một lúc sau thì ông này ông thấy nó trở qua, thì ông mừng quá, tay nó cầm khúc bánh mì nó gặm sung sướng lắm, mặt tươi tỉnh, nó chạy lại nó bảo: bác ơi, cháu trả lại bác 300, bà ấy còn có mỗi một ổ à.